Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Báo chí thế giới vẫn tiếp tục quan tâm vụ hai phó thủ tướng Việt Nam bị bãi nhiệm. Sự việc hai phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị cách chức vẫn còn nóng trên diễn đàn và báo chí quốc tế vẫn tiếp tục quan tâm và bình luận. Ngày 17 tháng 1, VOA Tiếng Việt có bài viết Hai phó thủ tướng được cho nghỉ khuất tất đằng sau bình luận về sự kiện này hình ảnh bài viết trên trang VOA tiếng Việt. VOA đặt câu hỏi, bị thanh trừng hay tự xin nghỉ? Nguyên nhân là gì? Tại sao quy trình của đảng và quốc hội miễn nhiệm hai phó thủ tướng và bổ nhiệm người mới lại diễn ra nhanh gọn như vậy? Hai vị phó thủ tướng đã phạm sai lầm gì đến mức bị bãi chức? Theo VOA, hồi tháng 10 năm 2022 đã từng có một hội nghị bất thường tại hội nghị này. Ba ủy viên trung ương đã bị thanh trừng, đó là các ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt và Bùi Nhật Quang, họ được đảng, nói rõ là đã có sai phạm gì, khuyết điểm gì và bị kỷ luật thế nào, rồi mới cho ra khỏi Trung ương. Tuy nhiên, với hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, đảng lại không hề nói rõ là nguyên nhân gì. Thông báo phát đi của Trung ương đảng và Quốc hội đều cho rằng việc này là xét theo nguyện vọng cá nhân của hai ông Minh và Đam. Tại kỳ hợp Quốc hội để bãi nhiệm hai ông Minh và Đam, còn được chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tặng hoa và ca ngợi công lao tất cả những điều này cho thấy dường như hai ông không hề bị thanh trừng mà chỉ là hạ cánh an toàn voa dẫn lại câu trả lời báo chí về nguyên nhân bãi nhiệm của hai phó thủ tướng này ông bùi văn cường chủ nhiệm văn phòng quốc hội nói như sau nếu có vấn đề về sức khỏe không đảm bảo hay uy tín giảm sút thì xin thôi cấp có thẩm quyền khi đó sẽ xem xét miễn nhiệm nhiệm vụ ấy và VOA bình rằng không rõ hai ông Minh và ông Đam gặp vấn đề gì về sức khỏe mà cùng một lúc hay uy tín giảm sút nếu uy tín giảm sút thì vì lý do gì vì từ trước đến nay hai ông chưa từng bị đảng loan báo kỷ luật hình ảnh hai ông phó thủ tướng bị bãi nhiệm cũng trong bài báo này VOA dẫn lời luật sư Lê Quốc Quân một luật sư bất đồng chính kiến ở Hà Nội ông nói rằng bất chấp các ngôn từ là cho thôi hay hình thức trang trọng đúng quy trình mà đảng thể hiện bản chất của việc này vẫn là kỷ luật ông quân phân tích nguyên nhân hai vị này bị kỷ luật là do những bê bối trong vụ chuyến bay giải cứu ở bộ ngoại giao và vụ bộ xét nghiệm của công ty việt á hai ông này phải chịu trách nhiệm về những vụ tham nhũng của cấp dưới của mình vốn đã bị bắt và khởi tố trong hai vụ án lớn ông quân nói trước đó ông nguyễn văn trịnh trợ lý của ông đam đã bị khai trừ đảng truy tố về tội nhận hối lộ trong vụ việt á còn ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý của ông Minh cũng bị bắt giam để điều tra với cùng một tội danh trong vụ chuyến bay giải cứu. Ngoài ra, ông Quân cũng đề cập đến yếu tố Trung Quốc được tờ báo Nikkei Asia của Nhật loan ra. Đó là tại buổi tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2022, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với ông Trọng là cần giới hạn ảnh hưởng của các nhân tố phương Tây và nêu đích danh ông Phạm Bình Minh. Ông Minh là con trai của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người có quan điểm chống Trung Quốc mạnh mẽ trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy, chúng ta có thể dự đoán nguyên nhân đằng sau là sức ép của phương Bắc và của những người bảo thủ có ý chống lại sự hội nhập với thế giới phương Tây, mà đặc biệt là Hoa Kỳ. Khi cần kỷ luật thì người ta có thể đưa ra vô vàng lý do vì luật sư bất đồng chính kiến này phỏng đoán. Tuy nhiên, VOA khẳng định họ không thể kiểm chứng được thông tin này hình ảnh luật sư bất đồng chính kiến lê quốc quân nhận xét về hai vụ cựu phó thủ tướng này luật sư quân nói với voa rằng bản thân ông khá quý mến ông minh và ông đam tôi có theo dõi họ và thấy cả hai đều là người có năng lực học vấn cao thông thạo ngoại ngữ gần gũi với nhân dân và báo chí còn nói chuyện tham nhũng hay không thì tôi không biết nhưng trong sạch thì dứt khoát là không bởi vì một lý do duy nhất anh không thể là một giọt nước trong trong một lọ mực đen Ông Quân nói thêm, ông chỉ ra vai trò rất lớn của ông Đam trong việc hội nhập cùng ASEAN khi còn là vụ trưởng vụ ASEAN và sau này là thư ký riêng của Phó Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tôi nghĩ ông Đam có ảnh hưởng lớn từ tinh thần đổi mới và vị dân của ông Kiệt. Riêng ông Phạm Bình Minh thì tôi nhận thấy rõ vai trò của Việt Nam đang lên, được ngồi vào nhiều ghế quan trọng của liên hiệp quốc như là ủy viên không thường trực, giờ lại là thành viên của hội đồng nhân quyền mặc dù Hà Nội vẫn gia tăng đàn áp nhân quyền mạnh, điều này chứng tỏ sự lèo lái về ngoại giao của ông ấy tốt. Vì luật sư này phân tích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin Báo chí Thế giới vẫn tiếp tục quan tâm vụ hai phó thủ tướng Việt Nam bị bãi nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Biến động nhân sự trên chính trường Việt Nam. Sáng 16 tháng 1, trang web của chính phủ đăng tin, Thành ủy thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Tiến Châu được điều động về làm bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng. Hình ảnh thông tin được đăng tải trên trang web của chính phủ. Dự buổi họp này còn có ông Trần Lưu Quang, người vừa rời khỏi chức bí thư thành ủy Hải Phòng để nhận chức phó thủ tướng chính phủ. Được biết, ông Lê Tiến Châu và ông Trần Lưu Quang là đồng hương Tây Ninh. Chính phủ Việt Nam đã sắp xếp lại nhiệm vụ cho dàn phó thủ tướng hiện nay gồm các ông Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang trong bối cảnh hai vị phó thủ tướng cũ thôi chức vụ và một thì bị bệnh. Trang báo chính phủ hôm 16 tháng 1 đưa tin về một quyết định của thủ tướng chính phủ được ký hôm 15 tháng 1. Theo quyết định này, bà phó thủ tướng hiện nay đều phải chia sẻ nhiệm vụ của ông Lê Văn Thành trong thời gian ông này vắng mặt. Phó thủ tướng Lê Minh Khái bên cạnh nhiều nhiệm vụ chính của mình còn phải chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến thương mại xuất nhập khẩu, dự trữ và cung ứng nguồn xăng dầu, dịch vụ logistics, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vắng mặt. Hình ảnh ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thì làm nhiệm vụ chủ tịch các hội đồng ủy ban quốc gia trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực liên quan chủ tịch hội đồng thẩm định các quy hoạch đã được thủ tướng chính phủ giao phó thủ tướng chính phủ lê văn thành trong thời gian ông lê văn thành vắng mặt phó thủ tướng trần lưu quang sẽ làm nhiệm vụ chủ tịch các hội đồng ủy ban quốc gia trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực liên quan chủ tịch hội đồng thẩm định các quy hoạch đã được thủ tướng chính phủ giao phó thủ tướng chính phủ lê văn thành Chính phủ chưa từng có thông báo chính thức về tình trạng sức khỏe của ông Lê Văn Thành, nhưng ông này không đi làm từ lâu và nhiều thông tin trên mạng xã hội đồn đoán ông bị bệnh rất nặng. Trước đó, hôm 12 tháng 1, ông Mai Văn Tuất được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Theo sau quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phong ông làm Phó Bí thư tỉnh này, cũng trong những ngày đầu năm 2023, trang web của chính phủ Tuy không nêu rõ ai sẽ thay thế vị trí của ông Phạm Bình Minh và ai thay thế trong Vũ Đức Đam, nhưng cũng có thể nhận ra thông qua việc sắp xếp các nhiệm vụ cho các tân phó thủ tướng. Cụ thể, ông Trần Lưu Quang được giao nhiệm vụ làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Đây chính là chức vụ của ông Phạm Bình Minh trước khi nghỉ việc. Hình ảnh ông Trần Lưu Quang, còn ông Trần Hồng Hà, nắm chức chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực. Đây là vị trí từng do ông Vũ Đức Đam nắm các thay đổi nhân sự cao cấp ở việt nam thu hút sự chú ý lớn của dư luận trong và ngoài nước chính trường việt nam thời gian này đang có những biến động lớn do việc ra đi của hai cựu phó thủ tướng có trình độ học vấn phương tây có khả năng ngoại ngữ tốt khiến dư luận quốc tế rất quan tâm và theo nhiều đồn đoán những biến động này sẽ còn kéo dài trong thời gian sắp tới và ở cấp cao hơn đó là trong tứ trụ của đảng cộng sản thế nhưng các báo nhà nước chỉ tập trung vào các chuyến thăm chúc tết của các lãnh đạo cấp cao chưa bao giờ chính trường Việt Nam lại sóng gió như giai đoạn cuối năm 2022 đầu năm 2023 này. Sóng gió từ địa phương đến trung ương, từ các ngành, các bộ. Hai bộ có sự thay đổi nhân sự lớn nhất là Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế vì dính đến hai đại án. Có lẽ năm 2023 này sẽ tiếp tục với đại án ngành đăng kiểm và có nguy cơ lan ra toàn bộ ngành giao thông vận tải. Ngành hải quan cuối năm cũng bị rất nhiều tố cáo không biết củi lửa có lan đến ngành này hay không quá nhiều cán bộ bị bắt giữ khiến cho người dân liên tưởng đến câu nói của ông Nguyễn Sinh Hùng, cách chức hết lấy ai mà làm việc, lo lắm thầy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin biến động nhân sự trên chính trường Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D.